Ngày xưa, ở một ngôi trường bình thường, có một cô gái Bình Dương với kiểu tóc làm cho những đứa tên Tuấn phải bực mình. Thứ tư có năng lực ngoại cảm kiểu nhìn thấy hình ảnh các thứ, và nhờ nó mà cô biết được đứa nào đã nhét thằng em của cô vào tủ. Nên cô trả thù chúng nó bằng cách thả cá piranha vào cái hồ mà chúng nó đang bơi và cười khoái trá trong sự méo mó nhân cách. Nhưng vì mẹ cô là phù thủy có thể giết hết lũ chim chỉ bằng một cái búng tay, còn bố cô thì là một ông béo nên không thể trách thứ tư được. Một thằng trong đám bắt nạt bị cá cắn mất một nửa quả trứng, và rõ ràng kẻ vừa làm giảm số trứng trung bình của con trai trong trường thì phải bị đình chỉ. Bố mẹ Wednesday đưa cô đến một ngôi trường nội trú tên Nevermore. Nó kiểu X-Mansion nhưng có các sinh vật thần bí phương Tây, và chính là nơi mà bố mẹ cô từng học. Bố mẹ thứ tư trước khi chia tay cô thì dặn dò các kiểu. Khi rời đi, mẹ Wednesday đưa cho cô một cái vòng cổ của người Aztec và một quả cầu pha lê để tiện liên lạc, nặng chắc tầm 3 kg. Tôi đang không nói về quả cầu pha lê. Trong trường mới, Wednesday gặp một bà hiệu trưởng có nụ cười nhìn sợ và clờ. Một cô bạn cùng phòng là người sói không thể đứng đáng yêu và đang thích một thằng Medusa không thể diễn. Một thằng họa sĩ, một cô tiên cá da màu nhưng không xấu và là trùm trường. Một bà giáo viên người bình thường đeo một cái kính xấu bờ lờ. Để tỏ thái độ chống đối, Wednesday trang trí lại phòng của mình. Nhưng cô không cô đơn, vì cô đã có một bàn tay giúp đỡ, theo nghĩa đen. Và kệ mẹ nó đi, vì trong thị trấn gần trường đang xảy ra một vụ án mạng mà nạn nhân bị xé xác thành từng mảnh. Tình hình trầm trọng đến nỗi mấy ông bà cảnh sát không thèm che ô khi đứng dưới mưa. Sự ngờ vực đổ dồn về phía Nevermore, vì ai cũng biết cái trường này toàn quái nhân. Trong tiết đấu kiếm mà không ai biết sẽ đóng góp thế nào cho xã hội, Wednesday thấy tiên cá đánh bại một thằng đầu to mất cận và xỉ vả nó, nên Wednesday thách đấu với tiên cá và hoàn toàn thành công trong việc khiến mọi người nhận ra cái phim này cringe đến cỡ nào. Tiên cá quẹt cho Wednesday một đường. Sau khi dán ergo và nói chuyện với thằng đầu to mắt cận trong bệnh xá, Wednesday suýt bị một bức tượng ngẫu nhiên rơi trúng. Nhưng họa sĩ xuất hiện và cứu Wednesday. Họa sĩ sau đó nói cậu chỉ đang trả ơn. Trả ơn gì cơ? Hồi bé chúng mình từng gặp nhau, cậu nhớ không? Không. Bà hiệu trưởng sau đó ăn mặc cho đúng với tuổi tác của mình và chở Wednesday đến buổi trị liệu tâm lý. Bác sĩ là Sid tóc vàng. Nhưng bệnh tâm lý chỉ là vấn đề của lũ yếu đuối nên là... Wednesday trốn đi qua đường cửa sổ, vô tình đụng vào một ông bán táo. Vô tình kích hoạt khả năng thấu thị hình ảnh, thấy cảnh ông ta chết. Nhưng Wednesday kiểu kệ mẹ và đi đến một quán cà phê, nơi cô gặp barista. Barista liền thích Wednesday vì cô biết phải làm gì với một cái máy pha cà phê hỏng, còn barista thì có tiêu chuẩn thấp. Sau đó, ba thằng nhóc từ Hogwarts đến gây sự giữa quán, chỉ vì chúng thấy Wednesday mặc đồng phục Nevermore nên Wednesday đánh chúng. Khi ông cảnh sát trưởng kiêm bố của barista đến, ông kiểu ê con nhóc này đánh đấm giỏi thế, và ông bố mày từng giết người đấy. Bà hiệu trưởng vội đến đón Wednesday. Trên đường về trường, họ thấy ông bán táo chết đúng y như trong ảo ảnh mà Wednesday đã thấy. Nên Wednesday lên sân thượng kéo violon to. Violon đúng không? Violon hoặc là nó đang chơi guitar sai cách. Guitar phải thổi cơ. Đầu to mắt cận thì giờ đến một căn phòng, dùng phép thuật để lấy một quyển sách nằm trên kệ và xé ra một trang sách mà nhìn có vẻ là vẽ Wednesday. Gái sói mò vào và tâm sự với Wednesday về việc mãi chưa thể hóa thành sói. Mà với người sói thì nó có nghĩa là dậy thì muộn. Wednesday thì kể về việc từng nuôi một con bọ cạp làm thú cưng, và con bọ cạp bị lũ trẻ giết chết vì chúng ghét Wednesday. Ok, kịch bản này viết tệ và clờ. Một là chả có đứa trẻ bình thường nào muốn lại gần một con bọ cạp. Hai là không có đứa trẻ bình thường nào lại giữ tay giữ chân đứa mà chúng nó muốn bắt nạt như này. Thế đấy. Tin chính thức đây mọi người. Biên kịch của phim này sinh ra đã là người lớn. Wednesday sau đó hẹn barista ở công viên giải trí. Barista đưa cho Wednesday hồ sơ về bố cô, và ba thằng học sinh Hogwarts đã trở lại cùng ba cây gậy thần rất to. Trong khi chạy khỏi chúng, Wednesday đụng vào thằng đầu to mắt cận và nhìn thấy hình ảnh các thứ về cái chết của cậu. Đầu to mắt cận bỏ chạy vào rừng, Wednesday đuổi theo. Cô cố cảnh báo thằng đầu to mắt cận là nó sắp gặp nguy hiểm. Đầu to mắt cận thì kiểu no you và dùng phép tấn công Wednesday. Nó chính là kẻ đã cố dùng tượng đá giết chết Wednesday, vì mẹ nó bảo Wednesday chấu chấu nắm chẳng được mẹ yêu, và giờ đầu to mắt cận sẽ thành công nếu không có một con quái thú lao vào cắn xé nó. Ôi chúa ơi, nó chính là Gollum. Gollum bỏ đi, để lại Wednesday bên cái xác toàn máu của thằng đầu to mắt cận. Trang sách mà tên đầu to mắt cận xé từ từ rơi xuống. Wednesday cầm lấy nó và đi về phòng, bắt đầu cảm thấy khoái ngôi trường này. Cảnh sát sau đó sục sạo tìm cái xác theo lời báo cáo của Wednesday, nhưng họ chả tìm được gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì Wednesday là đồ dối trá, và cái trường này toàn lũ quái vật, và bố Wednesday là đồ giết người. Nhưng Wednesday biết thứ duy nhất bố cô giết là kiểu tóc sai pát uốn xoăn, và thằng đầu to mắt cận thì đã chết. Nhưng ha ha, thằng đầu to mắt cận chưa chết. Và thế là Sid tóc vàng lại nghĩ Wednesday có vấn đề. Về cơ bản thì Sid không sai đâu. Nhưng Wednesday biết cô đã thấy gì. Khi Wednesday về, cô gặp barista. Barista kiểu, ôi nữ hoàng của tôi, xin hãy đạp tôi dưới gót của nàng. Wednesday kiểu, ủa cái l*** gì vậy? Barista kiểu, đó là cách mà người ở đây nói tớ tin cậu. Barista có tin nhắn, barista sủi. Wednesday cũng sủi vì đứng đó mãi cũng đần. Và vì phim này bắt đầu hơi thiếu tính học đường rồi, nên Wednesday đành phải đi nói chuyện với bạn. Đi nói chuyện với giáo viên, đi nói chuyện với kẻ thù, đi nói chuyện với cậu họa sĩ mà rõ ràng là đang thích Wednesday không vì lý do gì cả, và tham gia câu lạc bộ nuôi ong, nơi cô gặp Niềng Răng,
Nhưng cái quan trọng hơn là đầu to mắt cận đang chuyển trường và chối phăng hết những gì đã xảy ra trước khi lên xe và Cúc. Trong giờ thảo dược học, họa sĩ khoe khả năng biến thứ trong tranh thành sự thật. Nhưng thay vì là một bó hoa hay một cái móc khóa hay một cái áo chùm cuối hay một cái máy chém Heads Up X5000 Pro, thì cậu gọi ra một con nhện nhìn xấu xấu bẩn bẩn, bla bla bla, nói về chuyện đua thuyền, sinh hoạt câu lạc bộ, tâm sự với người thân, Filler và Biro. Wednesday sau đó trở lại hiện trường vụ án và gặp phải Barista. Cả hai tìm ra đã có người cố che giấu vụ án mạng. Wednesday sờ cái kính của thằng đầu to mắt cận và view thấy cảnh đầu to mắt cận đang cãi nhau với họa sĩ. Wednesday liền đột nhập vào phòng họa sĩ, lục lọi lung tung. Cô tìm ra dưới gầm giường một sự ngu dốt trong việc giấu giếm đồ đạc, một cái mặt nạ. Vì nghe lẻn được rằng tiên cá là một con khốn, nên Wednesday quyết định đi đua thuyền với tiên cá trong một cuộc đua không có luật lệ. Nhưng các thí sinh thì quá đần để đục thuyền nhau, nên đây là chỗ cho đạo diễn làm những trò dở hơi ngớ ngẩn. Giữa đường, Wednesday lỡ chạm tay vào lăng tẩm của Joseph Mai Thúy Đá và thấy ảo giác về một cô bé giống cô nhưng tóc trắng, bảo với cô rằng cô chính là chìa khóa. Đây là chỗ mà tôi cần phải nhảy vào đây, mẹ. Giao tiếp mới là chìa khóa. Wednesday sau đó thắng cuộc đua thuyền bằng cách đục thuyền tiên cá. Bà hiệu trưởng đã chuẩn bị một cái cúp rất to cho một cuộc thi rất nhỏ. Woo, yay, chán vào. Wednesday sau đó giải mã câu đố trong bức tranh từ hiện trường và tìm ra một thư viện bí mật có treo cả ảnh bố mẹ cô trên tường. Cô tìm ra nửa kia bức tranh mà đầu to mắt cận xé ra, rồi cô bị trùm đầu và bị trói vào ghế vì tội dám xâm phạm chỗ của trẻ con ngầu. Hội này gồm tiên cá, Medusa, họa sĩ và mấy đứa dở hơi thiếu đặc điểm nhận dạng. Nhưng cái đám này vô tích sự và clờ, nên Wednesday bèn cởi dây trói và bỏ đi. Trong hôm đi, Wednesday chất vấn họa sĩ. Họa sĩ bảo chất vấn cái đéo, ai biết gì đâu, mà sao Mai Thúy Đá lại ở trong bức tranh với cậu đấy. Wednesday kiểu Mai Thúy Đá là ai cơ? Họa sĩ kiểu cậu không biết ư, ông ấy đã lập nên nơi này đấy. Niềng răng thì lúc này bị Malfoy da đen cùng hội bạn bu lại bắt nạt, nhưng Wednesday đến và giải cứu. Niềng răng kiểu ôi, chưa có ai từng đứng lên vì tớ cả. Wednesday bảo hội ong phải có nhau chứ. Niềng răng bảo thực ra tớ cũng không có người bạn nào. Wednesday kiểu wow, tớ thực sự ngạc nhiên đấy. Rồi cùng với Niềng răng đi điều tra trong một cái bảo tàng đồng quê hay cái đéo gì đó. Họ tìm thấy một bức tranh vẽ Mai Thúy Đá và cả cô gái tóc trắng đang ôm một quyển sách. Nhưng quyển sách được trưng bày lại chỉ là bản fake. Wednesday bèn tìm đến căn nhà trong tranh vẽ cô gái. Và ngay khi đụng vào cửa nhà thì phi thuyền mẹ lại gửi tín hiệu. Cô thấy cảnh dân làng với người cầm đầu là Mai Thúy Đá dồn cô gái tóc trắng cùng mọi chủng tộc không phải con người vào một căn nhà kho để thiêu sống họ. Gái tóc trắng may mắn trốn thoát, nhưng Mai Thúy Đá chưa buông tha cho cô. Trời ơi, đố má tôi mới thấy cắn đúng ghê luôn á. Gái tóc trắng là tổ tiên của Wednesday, còn Wednesday là đang gặp nguy vì con quái vật kia đang ở đây. Họa sĩ đến và che ô cho một Wednesday đã ướt, nhưng không phải vì họa sĩ. Wednesday sau đó đi đốt tượng Mai Thúy Đá trong khi ngồi kéo đàn guitar, và dĩ nhiên là bị hiệu trưởng chửi. Tối đó, cô kính xấu đến thư viện bí mật mà ai cũng biết. Còn họa sĩ bỗng có một vết cào lạ trên cổ và một cái xác được phát hiện ở chỗ con quái vật xuất hiện. Bên cảnh sát cũng bắt đầu biết đến sự tồn tại của nó. Wednesday cùng bàn tay đột nhập nhà xác để điều tra cái xác mới và nhận ra mỗi lần con quái vật tấn công, nó sẽ lấy một bộ phận cơ thể của nạn nhân. Khi thấy cái vết cào trên cổ họa sĩ, Wednesday đột nhập xưởng vẽ của cậu và trong đó toàn là tranh vẽ Gollum. Wednesday lò dò ra ngoài thì họa sĩ tới. Sợ bị lộ nên cô đến mời họa sĩ đến vũ hội tối thứ bảy, đập bức tranh vẽ Gollum của họa sĩ lên bàn và bảo hey, tôi biết con quái vật là ai rồi. Nhưng ông cảnh sát bảo đờ mờ mơ hồ quá cu, tìm bằng chứng đá về đây, hay là cái gì đó đá, rock solid evidence, dịch là gì nhỉ. Khi về, Wednesday gặp Barista, người mà khi nghe tin cô sẽ đi vũ hội với họa sĩ thì phát rồ lên kiểu ô, tôi không thể tin được sau khi cô thả thính tôi một đống và cho một đống dấu hiệu các thứ, giờ cô hóa ra lại không thích tôi á. Má, tôi tức quá, vấn đề gì đó của tuổi dậy thì á. Giờ bỏ đi, thấy chưa các bé ngoan, tác hại của ma túy đá đấy. Trong khi đó, Malfoy da đen đến gặp gái sói và ngỏ lời rủ đi vũ hội với lý do là chọc người yêu cũ ghen. Gái sói vừa bị Medusa cho bùng hẹn vài hôm trước nên là ok luôn. Khi Niềng Răng thấy bức tranh mà Wednesday tha từ xưởng vẽ về, Niềng Răng bảo ê, tôi biết chỗ này ở đâu á. Và nó biết thật, ở đó Wednesday tìm được một mẩu răng, rồi cô mò vào xưởng vẽ lấy một miếng vải dính máu họa sĩ. Nhưng họa sĩ đến và phát hiện ra Wednesday rủ cậu đi vũ hội chỉ là để biện minh cho việc nghi ngờ cậu. Họa sĩ giải thích là tự nhiên Gollum ám ảnh giấc mơ của cậu và việc bị nghi ngờ khiến cậu tổn thương hết sức. Họa sĩ buồn, họa sĩ dỗi. Họa sĩ đuổi Wednesday ra ngoài coi đủ má. Họa sĩ biết giải thích cũng chả để làm gì. Wednesday kệ mẹ. Wednesday đi nộp tang chứng, rồi rủ Niềng Răng thứ bảy đi điều tra thêm cái hang. Nhưng tối đêm dạ vũ thứ bảy, Barista xuất hiện trước cửa phòng Wednesday bởi vì bàn tay đã mạo danh cô nhét một lá thư xin lỗi và mời mọc Barista đi nhảy. Há miệng mắc chim, nên Wednesday bèn bùng hẹn với Niềng Răng và đi chiếm spotlight sàn nhảy. Niềng Răng do đi thám thính một mình thì thấy có người đến cái hang và thiêu hủy chứng cứ, trong khi Malfoy da đen thì cùng lũ bạn làm điều mà chúng thực sự âm mưu, xịt phẩm màu vào hội trường Nevermore. Một đứa nhóc nào đó trong khi bỏ chạy đụng vào Wednesday, làm cho Wednesday đụng vào Barista và thấy ảo giác về việc Niềng Răng bị quái vật tấn công. Wednesday vội đi tìm Niềng Răng, nhưng tìm ra thì đã quá muộn.
Nhưng thực ra thì cũng không quá muộn vì vẫn cứu được. Đinh đinh đinh, họp phụ huynh, bố mẹ cùng em trai của Wednesday đến trường. Và không giúp ích được gì trong việc phát triển cốt truyện, ngoại trừ việc nói cho Wednesday biết việc có khả năng ngoại cảm là bình thường và phải cẩn thận với cụ tổ tóc trắng. Wednesday tiện thể giải oan cho bố mình khỏi án giết người năm xưa. Phát hiện ra cô hiệu trưởng là Mystic da trắng, chính bà hiệu trưởng đã lấp liếm cái chết của thằng đầu to mắt cận. Và tôi vừa mới tóm tắt một tập phim trong vòng 4 câu. Wednesday đi sờ lăng mộ Mai Thúy Đá và gặp cụ tổ tóc trắng trong ảo giác. Wednesday vẽ lại cánh cổng nơi cô thấy cụ tổ và đi hỏi họa sĩ. Họa sĩ chỉ ngay một bức tranh vẽ cánh cổng đó và chỉ cho Wednesday căn biệt thự dùng cánh cổng đó ở đâu. Nhưng ông thị trưởng bước ra từ trong biệt thự, hớn hở như thể vừa tìm ra gì đó. Wednesday bèn đuổi theo ông ta, đến buổi hẹn giữa ông ta với cảnh sát trưởng. Nhưng ông thị trưởng bị xe tông, và đây rõ ràng là một vụ giết người có chủ đích, vì ông thị trưởng đó đã tìm ra mối liên hệ giữa những vụ án đang xảy ra và vụ án năm xưa của bố Wednesday. Wednesday sau đó kéo barista và cả người sói đến chỗ căn biệt thự. Ở đây họ tìm ra chiếc xe đã tông chết ông thị trưởng và một bức tranh vẽ gia đình 4 người. Ông bố kỳ thị các X-Men, người từng tiêm thuốc cho thằng con khiến thằng con cố giết bố Wednesday và cuối cùng lan ra chết khiến bố Wednesday bị vu oan. Một bà mẹ chẳng liên quan gì và một đứa con gái liên quan rất nhiều. Và đứa con gái rõ ràng là còn sống vì phòng cô ta vẫn được dọn dẹp sạch sẽ và cắm cả hoa tươi. Biết chuyện gì tuyệt vời hơn không? Gia đình này có mối liên hệ với Mai Thúy Đá. Giờ thì tôi nghĩ gọi tên ông này như thế thì nghe kỳ vãi. Nhưng kệ, vì barista vừa thét lên, con quái vật đã tới. Cả lũ trốn được nhưng barista bị thương, họa sĩ xuất hiện và cùng ba người kia về chỗ an toàn. Nhưng có chỗ nào là an toàn không khi mà Wednesday nhận được một mớ ảnh chụp trộm cô từ khi cô đặt chân đến thị trấn này? Nhưng đừng lo vì bác Gru đến đây và cũng hoàn toàn không giúp ích gì mấy cho cốt truyện. Wednesday vẫn nghi ngờ họa sĩ nên họa sĩ phát cáu. Nhưng Wednesday mà kệ, vì cô đã tìm ra một chiếc két sắt bí mật trong thư viện bí mật chứa cuốn nhật ký của một người nghiên cứu về Gollum. Từ đó biết được rằng Gollum là loại quái vật sẽ nghe lệnh của một chủ nhân nhất định. Khi theo đuôi họa sĩ và thấy cậu lén gặp Sid tóc vàng, Wednesday liền cho rằng họa sĩ là Gollum và Sid là chủ nhân. Nhưng biết gì không, bàn tay đã bị ám sát và may mắn là Wednesday và bác Gru cứu kịp. Tuy nhiên do bị đâm từ phía sau nên bàn tay không biết là do ai. Malfoy da đen giờ mang đến một tệp tài liệu từ máy tính của bố, giúp Wednesday suy luận ra đứa con gái nhà Mai Thúy đang cố trả thù cho gia đình. Cô liền đến kết tội Sid tóc vàng, nhưng cô vừa rời khỏi thì Sid bị Gollum tấn công. Wednesday lại quành sang chất vấn họa sĩ tại sao lại phản chủ. Trong xưởng vẽ của cậu còn có vật dụng của các nạn nhân từng bị tấn công. Thế là cảnh sát ập vào còng họa sĩ, mặc cậu kêu oan, tự thấy mình giỏi vờ lờ. Wednesday tìm barista để đá lưỡi ăn mừng thì thấy ảo ảnh với cái chết của Sid tóc vàng. Và cô nhận ra barista mới chính là Gollum. Và đờ mờ, đáng ra cô nên nhận ra từ lúc va vào thằng này và thấy cảnh Niềng Răng bị giết. Cả phim tỏ ra thông minh làm gì suy luận lại như cái cuối đầu bài. Wednesday sau đó bèn hẹn barista trong rừng để cùng hội anh chị em úp sọt và trói án lại. Nhưng cảnh sát ập đến đúng lúc cô định gõ cho barista một cờ lê. Và với thành tích hiện tại của Wednesday thì không ai tin lời hay muốn đứng về phía cô cả. Wednesday bị đuổi học và bị bắt phải rời khỏi đây trong ngày. Ít ra thì Niềng Răng đã tỉnh cơn hôn mê và nói cho cô biết rằng người đốt cái hang đi một đôi giày màu đỏ. Wednesday trợn mắt và nhận ra con gái nhà Mai Thúy thực sự là ai. Đó chính là Kính Xấu. Kính Xấu cố cãi nhưng Wednesday mang theo cả barista. Kính Xấu bèn ngửa bài luôn. Bà mày là hậu duệ của Mai Thúy Đá đấy. Barista, tớ chọn cậu để bịt miệng con dẩm này. Nhưng barista thực ra là bà hiệu trưởng. Kính Xấu dùng thuốc độc lụi bà hiệu trưởng. Bà hiệu trưởng xui bọt mép. Còn Wednesday vì một lý do ngu lờ nào đó đã quay lưng về phía bà Kính Xấu và bị ăn một sẻng vào mặt và bị trói lại. Để nghe Kính Xấu giải thích là barista thu thập các bộ phận cơ thể người là để có thể hồi sinh Mai Thúy Đá. Câu hỏi nhanh, vậy tại sao không dùng mẹ nó một cái xác hoàn chỉnh cho nhanh? Cái phim này không phải là rổ xạ mà là một nửa đường bờ biển Nha Trang. Mai Thúy Đá được hồi sinh với khuôn mặt extra chi và đâm Wednesday bằng dao, rồi bỏ lại cô hấp hối mà đi tàn sát đám X-Men. Nhưng phù, cụ tổ tóc trắng hiện hồn và cứu mạng Wednesday, nhưng với điều kiện là sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa. Rồi rồi, nhanh mẹ lên. Ở trường, mọi người đã sớm di tản vì bàn tay báo tin cho cô gái sói và gái sói báo tin cho tiên cá và tiên cá thôi miên mọi người chạy. Gái sói thì giờ mới bắt đầu dậy thì và xuất hiện kịp lúc Gollum đang tấn công Wednesday, để lại người bạn thân đang đánh nhau với bạn trai cũ của mình. Wednesday đến trường, đâm xuyên tim Mai Thúy Đá với sự hỗ trợ của họa sĩ và tiên cá. Nhưng súng đây, tất cả bỏ kiếm xuống. Nhưng ong đây, tất cả bỏ súng xuống. Thế là những kẻ xấu bị trừng trị. Tất cả mọi người đều vui, trừ bà hiệu trưởng đã chết. Tôi chấm điểm phim này 1 chạng vạng trên 1 Harry Potter. Tôi còn quại, xin chào và hẹn gặp lại.